Máy bay không người lái cảm tử nâng cấp của Nga có thể sẽ là một vũ khí mới hiệu quả trong việc tiến hành không kích các mục tiêu của Ukraine. Loại vũ khí này có thể trở thành cơn ác mộng với đối phương. Theo một báo cáo từ tờ Soref ngày 9 tháng 1, quá trình sản xuất UAV cảm tử phiên bản mới Zalakaib UAV đang diễn ra. Soref báo cáo rằng, dường như Nga đang gắn một thiết bị vào bụng của máy bay không người lái với một đầu đạn được nâng cấp, khiến loại vũ khí này có thể trở thành cơn ác mộng đối với đối phương. Zalakaib UAV do công ty vũ khí Kalashnikov Concern của Nga sản xuất, có đầu đạn cải tiến. Đầu đạn được chế tạo từ thuốc nổ OKFOL mạnh gấp 1,7 lần thuốc nổ TNT, theo European Defense Review. Theo cuộc phỏng vấn của Russia 24 với chủ tịch tập đoàn Kalashnikov, ông Alan Lushnikov, dù chưa rõ khi nào Nga sẽ đưa Zalakaib UAV vào sử dụng trên chiến trường, nhưng những chiếc UAV này có thể đã được chuyển giao cho quân đội Nga. Phiên bản đầu tiên của Zalakaib UAV được giới thiệu vào năm 2019, có một số tính năng vượt trội, bao gồm khả năng di chuyển gần như im lặng trong 30 phút với tốc độ tối đa lên tới 130 km/h. Tuy nhiên, Zalakaib UAV ban đầu gặp hạn chế bởi đầu đạn tương đối nhỏ và ít được sử dụng hơn so với các máy bay không người lái cùng loại khác của Nga như Lancet. Phiên bản nâng cấp của Zalakaib UAV có thể sẽ tạo một đòn tấn công mạnh mẽ hơn nhiều vào các mục tiêu của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, vào tháng 10 năm 2023, Nga đã ra mắt phiên bản máy bay không người lái Lancet 53 mới, bao gồm hệ thống dẫn đường tự động, có thể phân biệt các loại mục tiêu và tăng tỷ lệ tấn công thành công. Nga sử dụng các loại UAV này để tấn công vào các thiết bị quân sự của Ukraine, từ xe tăng đến pháo binh. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, dù được nâng cấp hệ thống dẫn đường, song Lancet 53 vẫn thiếu đầu đạn đủ mạnh để gây thiệt hại đáng kể cho hầu hết các mục tiêu quân sự quan trọng. Trong khi đó, thì phiên bản mới của Zalakaib UAV có thể được sử dụng để tấn công một số mục tiêu mà UAV Lancet và các máy bay không người lái khác không thể tiếp cận được. Trong những tháng gần đây, Nga đã nỗ lực thay đổi chiến lược tấn công trên không nhằm gây khó khăn hơn cho lực lượng Ukraine trong việc đánh chặn máy bay không người lái.